Đến năm 1990, về cơ bản chúng tôi đã phục vụ cấp trên trả lời một nửa câu hỏi của ông Sáu Nam. Liệu Liên Xô có đứng vững không? Dù ở xa tâm bão, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi Liên Xô sẽ sụp đổ như thế nào? Và những hệ quả to lớn mà nó để lại sẽ ra sao? Nhất là ảnh hưởng đến tình hình Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc bấy giờ là khẩn trương tìm hiểu và giải đáp về kịch bản sụp đổ của Liên Xô từ đầu năm 1989, tình hình chính trị tại Đông Âu dậy sóng trước vấn đề Ba Lan với sự nổi lên của công đoàn Đoàn kết và sự thỏa hiệp của Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan với các phe phái chính trị cánh hữu đòi dân chủ đa nguyên. Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức màn sắt, bức tường Berlin, một biên giới vật lý mang tính biểu tượng chia cắt hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, chính thức sụp đổ. nước Đức thống nhất ra đời. Hàng loạt diễn biến liên tục tại Ba Lan và Đức được ví như là tiếng sấm báo hiệu một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập tới các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, và Liên Xô với tư cách là thành trì cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới cũng đang rung lắc dữ dội, chỉ chờ ngày sụp đổ. Những vấn đề của Liên Xô, Đông Âu có thể nói khi đó còn khá mới mẻ đối với ngành tình báo quốc phòng, với ông Ba Quốc thì lại càng xa lạ hơn vì suốt đời ông ở trong hậu địch. Sau giải phóng năm 1975, lại lăn lộn trên chiến trường Campuchia, chứ ông chưa bao giờ nghiên cứu về vấn đề châu Âu. Nhưng không ngờ, với những kinh nghiệm trong hậu địch mà ông lại có được cái nhìn rất sáng, rất thực tiễn về những gì diễn ra ở Liên Xô và Đông Âu. Với những diễn biến mà theo ông, các chính thể ở Đông Âu đã từ bỏ đấu tranh giai cấp, chuyển sang đấu tranh dân chủ theo khuynh hướng dân chủ tư sản, mà đặc trưng của nó là cách mạng đường phố và trò chơi dân chủ giữa các phe phái chính trị. Nên nhớ ông Ban nói những điều đó từ đầu những năm 1990, khi mà ở Việt Nam chưa có nhiều người nói tới thuật ngữ đó trong suốt trong đời sống chính trị quốc tế. Tuy nhiên, để có những tin tức cụ thể đáng tin cậy, từ đó mà có những dự báo chính xác thì chúng tôi rất lúng túng chưa biết làm gì. Tìm những thông tin ấy ở đâu, lúc bấy giờ ông Ba Quốc bảo chúng tôi, không thể ở nhà mà đoán mò được, các cậu phải vươn ra ngoài nước, đầu tiên phải sang Đông Âu, tới các nước đã vỡ rồi để xem nó vỡ như thế nào. Vậy muốn tìm hiểu chuyện này phải sang Đức Ba Lan trước, rồi từ đó ta sẽ tìm hiểu diễn biến ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Thế là chúng tôi tìm đường sang Đức, việc đi nước ngoài khi đó khó lắm, du lịch thì chưa có, công việc thì biết gì và phải làm gì ở Đức và Ba Lan lúc tình hình chính trị ở đó rối ren như thế. Cuối cùng tôi phải nhờ một người anh từng học ở Đức dẫn đi theo đoàn chuyên gia thiết bị y tế, một chữ bẻ đôi không biết quan hệ không có, chỉ có tấm vé khứ hồi và vài trăm đô la xin của ông Tư Văn. Ban đầu chỉ có thể thông qua Việt kiều, chúng tôi lần mò tới các trại tị nạn người Việt, nơi có những người từ Liên Xô, Đông Âu chạy sang. Từ điểm tựa này, chúng tôi dần tìm gặp được thêm các cựu quan chức chế độ xã hội chủ nghĩa của Đông Đức, Ba Lan. Từ đó hiểu được ở những nước đó họ vỡ như thế nào, cũng biết thêm về tình hình hàng vạn người lao động Việt đang thất nghiệp, cơ nhỡ lang thang khắp Đông Âu khi đó các chuyến đi tới Đức, Ba Lan đã giúp chúng tôi vỡ ra nhiều chuyện. Ở đó, những câu hỏi chúng tôi từng đặt ra và hình dung vốn chỉ nằm trong tầng sâu thẳm của tàng băng, giờ lại hiện ra hết sức rõ ràng. Đó là các cuộc chính biến tại Ba Lan và Đức diễn ra theo kịch bản nào và đâu là mấu chốt của sự sụp đổ. Câu trả lời cũng không ngoài dự báo của ông Ba Quốc. Một cuộc cách mạng đường phố cộng với vô hiệu hóa chính quyền trung ương, quân đội đứng ngoài cuộc, đảng cầm quyền bất lực, hoặc tự buông bỏ quyền lực Mỗi chuyến đi dù chỉ kéo dài vài ba tuần Nhưng chúng tôi thu hoạch được cả núi thông tin Bởi các sự kiện diễn ra rất nhanh Có thể hôm nay vẫn đang đỏ cờ Nhưng mai đã đổi màu Hay người này hôm trước là tướng lĩnh cán bộ cấp cao Nhưng hôm sau chỉ còn là thường dân Trở về từ những chuyến đi Chúng tôi nhanh chóng báo cáo với các cấp lãnh đạo Riêng ông ba đọc rất kỹ từng câu từng chữ của các bản báo cáo không chỉ vậy ông còn yêu cầu tôi dành nhiều buổi để kể tường tận những gì mình chứng kiến tận mắt tại đông âu ông cũng đặc biệt quan tâm tới ý kiến của cộng đồng việt kiều cũng như của chính các tầng lớp nhân dân đức và ba lan bên cạnh những bản báo cáo chính thức theo khuôn mẫu khô cứng thứ được ông quan tâm nhất dành nhiều thời gian lắng nghe và suy nghĩ nhất là những câu chuyện bên lề mà tôi gom nhặt được sau khi đã nghe hết những thông tin chúng tôi tập hợp ông đi đến kết luận Vậy là đã rõ rồi. Liên Xô sẽ là mục tiêu cuối cùng và cũng là ngòi nổ đầu tiên cho sự sụp đổ của phe xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu. Có hai nhân tố quan trọng nhất tác động đến sự sụp đổ của một chính quyền. Một là nội bộ bên trong tự vỡ, hai là thúc ép từ bên ngoài xã hội. Muốn đổ thì nội bộ phải đổ trước, muốn nội bộ đổ thì dứt khoát phải có ngọn cờ ly khai từ nội bộ đảng. Ngòi nổ từ bên ngoài sẽ là các cuộc chính biến đường phố, quá trình sụp đổ sẽ càng tăng tốc nếu lực lượng biểu tình bị chính quyền đàn áp, ông bà lễ dẫn chứng từ thời hoạt động tại Sài Gòn dưới thời chính quyền họ Ngô. Khi đó phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam ban đầu diễn ra tương đối ôn hòa, nhưng khi chính quyền Ngô Đình Diệm sử dụng cảnh sát để vây giáp đàn áp lực lượng sư sãi, thì ngọn lửa đấu tranh lập tức lan tỏa ra toàn miền Nam. Lúc đó thì chính quyền chỉ còn cách rút hết cảnh sát ra và đưa quân đội vào để tái lập trật tự, nhưng với điều kiện tiên quyết là không được sử dụng vũ lực đàn áp biểu tình bởi quân đội không có quyền hạn bắt giữ, xét xử, dùng vũ lực với dân mà chỉ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, đối phó với những nguy cơ bạo lực. Thêm một lần nữa, những điểm nhấn quan trọng đó được ông Ba lọc kỹ báo cáo lên cấp trên. Theo nhận định của ông, một vài cá nhân lãnh đạo khi đã thay đổi, biến chất thì sẽ làm đảo lộn cả chế độ nếu thiếu sức mạnh tập thể. Những lúc như thế này mới thấy quân đội nắm vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Quân đội mà vững thì may ra đảng còn, chế độ còn. Ông nói với chúng tôi như vậy. Trong các cuộc trò chuyện cùng tôi, ông bà đặc biệt quan tâm tới các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo. Có lẽ vì trong thời địch hậu, ông từng theo dõi các tổ chức phi chính phủ và tôn giáo ở miền Nam. Theo ông, trước tình hình biến động tại Liên Xô và Đông Âu, thì vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ đối với nền chính trị và toàn bộ xã hội tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì chính những tổ chức xã hội dân sự này mới là ngòi nổ mới có khả năng liên kết những đám đông khác nhau thành một tập hợp, thúc đẩy lan sóng biểu tình, kéo theo đó là tuyên truyền, kích động bạo loạn. Quả thực, khái niệm cách mạng màu mà chúng ta quen gọi bây giờ đã được nhà tình báo lão luyện xác định và gọi tên từ nhiều năm trước. Quay trở lại câu chuyện Liên Xô vào thời điểm đó, có hàng vạn tổ chức phi chính phủ mọc lên với đủ loại tiêu chí tôn chỉ mục đích khác nhau. Chỉ thấy lạ là không có tổ chức nào đồng hành hay chí ít là có lập trường tích cực với định hướng xã hội chủ nghĩa với chính quyền Liên Xô. Các hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Liên Xô cũng chứng kiến hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ dẫn đến sự ra đi của những con người trung kiên, trong đó có không ít tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp từng giúp Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của ngọn cờ Boris Yeltsin tạo ra một khúc ngoặt lớn với việc Yeltsin công khai ra khỏi Đảng Đi đầu các cuộc biểu tình hô hào tự do dân chủ đã khiến ông Ba đi đến kết luận. Đây chính là ngọn cờ của cuộc chính biến sắp tới. Chẳng phải trông mặt mà bắt hình dong, những diễn biến tiếp theo tại Liên Xô đã xảy ra đúng như những gì ông đã dự đoán từ trước. Mọi diễn biến về sự sụp đổ của Liên Xô đã diễn ra không làm cho Việt Nam bị bất ngờ về mặt chiến lược. Việc dự báo này có sự đóng góp của ngành tình báo nhờ vào việc phân tích, đánh giá những bài học, thông tin, kinh nghiệm thu thập được từ Đức, Ba Lan, Liên Xô và kết hợp với những nhận định về âm mưu từ phía Mỹ mà ông Ba Quốc và nhiều nhà tình báo hàng đầu của Việt Nam khác đã nghiền ngẫm. Sau dự đoán của ông Ba và các báo cáo chi tiết của cục 2, tôi không rõ các cấp lãnh đạo đánh giá như thế nào, đã làm gì để giảm nhẹ thiệt hại của chúng ta sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhưng tôi biết chắc rằng Đảng và nhà nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất để Việt Nam kiên định với đường lối độc lập, tự chủ, bảo vệ Đảng, giữ được chính quyền để đất nước tiếp tục ổn định và phát triển